Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 1. Chúng tôi là Phaolô, Silvano và Timôthê, kính gửi hội thánh Thessalonica ở trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Chúc anh em được ân sủng và bình an. Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thưa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em, vì khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có thánh thần và một niềm xác tín sâu xa. Anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em. Còn anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban. Bởi vậy, anh em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Macedonia và miền Achaia. Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra, không những ở Macedonia và Achaia, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa. Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật, và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, Người Con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết, là Đức Giêsu, Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến. Gửi tín hữu Thessalonica, chương 2. Thật vậy, thưa anh em, chính anh em biết rằng việc anh em đón tiếp chúng tôi không phải vô ích. Như anh em biết, chúng tôi đã đau khổ và bị làm nhục tại Philippi, nhưng vì tin tưởng vào Thiên Chúa chúng ta mà chúng tôi đã mạnh dạn rao giảng tin mừng của Thiên Chúa cho anh em. Qua những cuộc chiến đấu gay go, lời giảng của chúng tôi không do sự sai lầm, không có dụng ý xấu, không nhằm lừa dối ai, nhưng vì Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó tin mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng thử luyện tâm hồn chúng tôi. Không bao giờ chúng tôi đã dùng lời xu nịnh, như anh em biết. Không bao giờ chúng tôi đã viện cớ để che đậy lòng tham, có Thiên Chúa chứng giám. Không bao giờ chúng tôi đã tìm cách để được một người phàm nào tôn vinh, dù là anh em hay người khác, trong khi chúng tôi có thể đòi anh em phải trọng đãi với tư cách là tông đồ Đức Kitô. Trái lại, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. Chúng tôi đã quý mến anh em đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em không những tin mừng của Thiên Chúa
mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi. Đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em. Suốt thời gian chúng tôi loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho anh em. Anh em làm chứng và Thiên Chúa cũng chứng giám rằng với anh em là những tín hữu, chúng tôi đã cư xử một cách thánh thiện, công minh, không chê trách được. Anh em biết, chúng tôi đã cư xử với mỗi người trong anh em như cha với con. Chúng tôi đã khuyên nhủ, khích lệ, van nài anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, đấng kêu gọi anh em vào nước của Người và chia sẻ vinh quang với Người. Bởi thế, về phần chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa. Vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa. Đúng theo bản tính của lời ấy, lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu. Thật vậy, thưa anh em đã noi gương các hội thánh của Thiên Chúa ở miền Giu-đê là những hội thánh của Đức Kitô Giêsu, vì anh em cũng đã phải chịu những nỗi đau khổ do đồng bào của anh em gây ra, như các hội thánh đó đã phải chịu do người Do Thái. Những người này đã giết Chúa Giêsu và các ngôn sứ, đã bắt bớ chúng tôi. Họ không đẹp lòng Thiên Chúa và chống lại tất cả mọi người. Họ ngăn cản khi chúng tôi rao giảng cho người ngoại, để những người này được ơn cứu độ. Như vậy, họ luôn luôn chất đầy thêm tội lỗi. Nhưng cuối cùng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đã giáng xuống trên họ. Phần chúng tôi, thưa anh em, phải xa cách anh em một thời gian ngắn, xa mặt chứ không cách lòng. Chúng tôi càng cố gắng hơn để lại thấy mặt anh em, vì chúng tôi rất ước ao điều đó. Bởi vậy, chúng tôi đã muốn đến thăm anh em. Chính tôi, Phao-lô, đã nhiều lần định đi, nhưng Sa-tan đã cản trở chúng tôi. Quả thế, ai là niềm hy vọng, là niềm vui của chúng tôi? Ai là triều thiên làm cho chúng tôi hãnh diện trước nhan Đức Giêsu, Chúa chúng ta, khi Người quang lâm, nếu không phải là anh em? Phải, chính anh em là vinh quang và là niềm vui của chúng tôi. Gửi tín hữu Tesalonica, chương 3. Vì vậy, không chịu nổi nữa, chúng tôi đã quyết định ở lại Athena một mình, và chúng tôi đã phái anh Timôte, người anh em của chúng tôi và cộng sự viên của Thiên Chúa trong việc loan báo tin mừng Đức Kitô. Anh đến để làm cho anh em được vững mạnh và khích lệ đức tin của anh em, khiến không ai bị nao núng vì các nỗi gian truân ấy. Hẳn anh em biết đó là số phận dành cho chúng ta. Thật thế, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã nói trước cho anh em rằng chúng ta sẽ gặp gian truân. Điều đó đã xảy ra như anh em biết. Chính vì vậy mà không chịu nổi nữa, tôi đã sai người đi hỏi cho biết lòng tin của anh em ra sao, sợ rằng tên cám dỗ đã cám dỗ anh em và công lao khó nhọc của chúng tôi trở nên vô ích. Giờ đây, sau khi thăm anh em,
anh Timôthê đã trở lại với chúng tôi và đưa tin mừng cho chúng tôi về lòng tin và lòng mến của anh em. Anh ấy nói rằng anh em vẫn luôn luôn giữ kỷ niệm tốt về chúng tôi và ao ước gặp lại chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp lại anh em. Như vậy, thưa anh em, vì anh em có lòng tin, nên khi nghĩ đến anh em, chúng tôi được an ủi giữa mọi thống khổ gian truân chúng tôi phải chịu. Phải, chúng tôi sống được đến giờ này là nhờ anh em đứng vững trong Chúa. Chúng tôi biết nói gì để tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì tất cả niềm vui mà nhờ anh em tôi có được trước nhan Thiên Chúa chúng ta. Đêm ngày chúng tôi tha thiết nài xin Chúa cho được thấy mặt anh em và bổ túc những gì còn thiếu trong đức tin của anh em. Xin chính Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa chúng ta là Đức Giêsu san phẳng con đường dẫn chúng tôi đến với anh em. Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững trí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách. Trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Chúa chúng ta quang lâm cùng với các thánh của Người. Thư thứ nhất gửi tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca, chương 4. Vả lại thưa anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế. Vậy nhân danh Chúa Giêsu, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giêsu mà ra những chỉ thị nào cho anh em. Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm. Mỗi người hãy biết lấy cho mình một người vợ để sống cách thánh thiện và trong danh dự, chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại, là những người không biết Thiên Chúa. Về điểm này, đừng ai làm tổn thương hay lừa dối người anh em mình, vì Chúa là đấng trừng phạt tất cả những cái đó. Như chúng tôi đã từng báo trước và cảnh cáo anh em. Thật vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện. Vậy ai khinh thường những lời dạy trên thì không phải khinh thường một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa, đấng hằng ban cho anh em thánh thần của Người. Còn về tình huynh đệ, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy phải thương yêu nhau, và anh em cũng đang làm như vậy cho tất cả các anh em trong toàn miền Macedonia. Nhưng thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy tiến tới nhiều hơn nữa, hãy gắng giữ hòa khí, ai lo việc nấy và lao động bằng chính bàn tay của mình, như chính tôi đã truyền cho anh em. Như vậy, lối sống của anh em sẽ được người ngoài cảm phục, và anh em sẽ không cần nhờ đến ai. Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm,
chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Rồi đến chúng ta là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. Thư thứ nhất gửi tín hữu Tesalonica, chương 5. Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Khi người ta nói bình an biết bao, yên ổn biết bao, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được. Thưa anh em không ở trong bóng tối để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Ai ngủ thì ngủ ban đêm, ai say sưa thì say sưa ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ. Mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ. Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cùng sống với Người. Vì thế, anh em hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau như anh em vẫn làm. Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng những ai đang vất vả vì anh em, để lãnh đạo anh em nhân danh Chúa và khuyên bảo anh em. Hãy lấy tình bác ái mà hết lòng tôn kính những người ấy. Vì công việc họ làm, hãy sống hòa thuận với nhau. Thưa anh em, chúng tôi khuyên nhủ anh em, hãy khuyên bảo người vô kỷ luật, khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối và kiên nhẫn với mọi người. Hãy coi chừng, đừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy. Đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt thần khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành, Người sẽ thực hiện điều đó. Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Tất cả anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Nhân danh Chúa, tôi yêu cầu đọc thư này cho tất cả các anh em. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
đọc kinh thánh do các anh chị em thánhlinh.net thực hiện. Thư thứ hai gửi tín hữu Tesalonica, chương 1. Chúng tôi là Phaolô, Silvano và Timôte, kính gửi hội thánh Tesalonica ở trong Thiên Chúa là Cha chúng ta và trong Chúa Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Thưa anh em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em. Đó là điều phải lẽ, vì lòng tin của anh em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh em, lòng yêu thương của mỗi người đối với người khác cũng gia tăng. Bởi thế, chúng tôi hãnh diện về anh em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa, vì anh em kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. Đó là dấu cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh. Anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa, chính vì nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ. Quả là điều công minh nếu Thiên Chúa trả báo, nghĩa là bắt những kẻ gây gian truân cho anh em phải chịu gian truân, và cho anh em những kẻ gặp gian truân được nghỉ ngơi với chúng tôi. Việc ấy sẽ xảy ra khi Chúa Giêsu từ trời xuất hiện cùng với các thiên thần hùng mạnh của Người trong ngọn lửa cháy bừng để báo oán những kẻ không chịu nhận biết Thiên Chúa và những kẻ không vâng theo tin mừng của Chúa chúng ta là Đức Giêsu. Những kẻ ấy sẽ lãnh án diệt vong muôn đời, xa thánh nhan Chúa và quyền năng vinh hiển của Người khi Người đến trong ngày ấy, để được tôn vinh giữa các thần thánh của Người và được ngưỡng mộ giữa mọi kẻ đã tin, mà anh em cũng đã tin lời chứng của chúng tôi. Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em, xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. Như vậy, danh của Chúa chúng ta là Đức Giêsu sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô. Thư thứ hai gửi tín hữu Tesalonica, chương 2. Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ. Đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Trước đó phải có hiện tượng chối đạo, và người ta phải thấy xuất hiện người gian ác, đứa hư hỏng. Tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong đền thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã từng nói những điều ấy, anh em không nhớ sao? Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó. Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành, chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên, bấy giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa Giêsu sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng Người và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng khi Người quang lâm. Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan, có kèm theo đủ thứ phép màu
dấu lạ điềm thiêng và đủ mọi mưu gian trước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá. Như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật nhưng ưa thích sự gian ác thì sẽ bị kết án. Hỡi anh em là những kẻ được Chúa yêu mến, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì Thiên Chúa đã chọn anh em ngay từ lúc khởi đầu để cứu độ anh em nhờ thần khí thánh hóa và nhờ lòng tin vào chân lý. Chính vì thế mà Người đã dùng tin mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Vậy thưa anh em hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh em bằng lời nói hay bằng thư từ. Xin chính Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp. Xin các Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh để làm và nói tất cả những gì tốt lành. Thư thứ hai gửi tín hữu Tesalonica, chương 3. Sau cùng, thưa anh em, xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh như đã thấy nơi anh em. Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi được thoát khỏi tay người độc ác xấu xa, bởi vì không phải ai cũng có đức tin, nhưng Chúa là đấng trung tín. Người sẽ làm cho anh em được vững mạnh và bảo vệ anh em khỏi ác thần. Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng vào anh em. Anh em đang làm và sẽ làm những gì chúng tôi truyền. Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em, để anh em biết yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Kitô. Thưa anh em, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền cho anh em phải xa lánh mọi người anh em sống vô kỷ luật, không theo truyền thống anh em đã nhận được từ nơi tôi. Chính anh em thừa biết là anh em phải bắt chước chúng tôi thế nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã không sống vô kỷ luật. Chúng tôi đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lụng khó nhọc vất vả để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em. Không phải là vì chúng tôi không có quyền hưởng sự giúp đỡ, nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước. Thật vậy, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em, ai không chịu làm thì cũng đừng ăn. Thế mà chúng tôi nghe nói trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì mà việc gì cũng xen vào. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm việc để có của nuôi thân. Phần anh em, hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí. Nếu có ai không vâng theo lời chúng tôi nói trong thư này, anh em hãy ghi lấy tên và đừng giao du với người ấy để họ biết xấu hổ. Nhưng đừng coi họ như thù địch, trái lại hãy khuyên bảo như người anh em. Chúa là nguồn mạch bình an, xin Người ban cho anh em được bình an mọi lúc và về mọi phương diện. Xin Chúa ở cùng tất cả anh em. Chính tôi, Phao-lô, tự tay viết lời chào này.
đó là chữ ký trong tất cả các thư của tôi. Tôi viết như thế đó, chúc tất cả anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.